Xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với bản tin nhận định thị trường giữa ngày phiên giao dịch ngày 20 tháng 10 hôm nay. VN-Index thì tiếp tục lại bị đạp giảm điểm 10 điểm và đóng cửa đang ở mức 1077 điểm. Và cái lực đạp này thì vẫn chủ yếu đến từ cái nhóm chứng khoán, đúng không anh chị? Nhóm chứng khoán bị đạp khá là nhiều. VN30 thì đang bắt đầu là không bị đạp nữa rồi. Thì chúng ta nhìn nhận như thế nào về cái vận động ngày hôm nay của thị trường? Thì đầu tiên này, mình muốn anh chị để ý một chút, đó là phái sinh đã ngừng rơi. Anh chị có thể thấy là phái sinh đang neo ở cái mức 1099 điểm và đang bằng điểm với cái chỉ số VN30 1098 và không đạp nữa. Phái sinh là đang neo rồi nhá, đang bắt đầu neo ngang rồi. Chúng ta nhìn thêm một vài cái nhóm nữa. Tất nhiên là bây giờ thì quan điểm của mình thì sẽ không phải là cả thị trường hồi phục lên mà sẽ có cái sự phân hóa trong từng nhóm ngành. Ví dụ anh chị nhìn vào cái bọn bất động sản này, đa phần là đang sang điểm rồi. Từ hôm qua cái bọn bất động sản này cũng sang điểm. Thì hôm nay thì vẫn sang điểm, có nghĩa là sao? Có nghĩa là bọn này nó đang bị đạp khá là sâu rồi và hầu hết ai bán thì đã bán rồi. Và cái lực bán phần nào nó đã hết. Và nó đang dần cạn cung. Ví dụ anh chị nhìn vào cái khung 1 giờ của thằng DXG này, thì chúng ta sẽ thấy là những cái nỗ lực đạp cây đỏ này, cái vốn lớn này, xong ngay sau đó là những cái cây nến phục hồi, nến xanh khối lượng nhỏ, có nghĩa là đây là những cái pha đạp rũ cuối cùng, thể hiện những cái nỗ lực đạp rũ hàng cuối cùng của con DXG này trước khi nó đạt vào nhịp cân bằng. Đó, ngoài ra thì cân bằng cái tín hiệu ở đâu ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy bắt đầu có cái yếu tố phân kỳ dương đến từ phía giá của cổ phiếu DXG, cả RSI lẫn MACD, đúng không ạ, đều cho ra cái tín hiệu phân kỳ dương. Vậy nên là khả năng cao cái nhóm bất động sản sẽ là cái nhóm có cái nhịp hồi phục trong khoảng thời gian tới, và cụ thể luôn nó rất có thể là trong chiều ngày hôm nay. Ngoài ra nhìn về cái yếu tố của cái dòng bất động sản nữa thì anh chị cũng nhìn qua thị trường chung, đó là thị trường đang tiệm cận về cái vùng hỗ trợ, đúng không ạ? Mình đã nói là Fibonacci của thị trường hỗ trợ đang quanh cái vùng 1060. Đây là mình kẻ cái Fibo nó ở cái vùng đáy này nhá. Nếu mà anh chị mà kéo lên đây này, cái vùng rút chân ở đây này, thì ở thời điểm hiện tại đang là cái hỗ trợ quanh 1080 của VN-Index. Vậy nên là khi mà về cái vùng hỗ trợ 0.5 Fibonacci thì rất có thể chúng ta sẽ có cái lực cầu tham gia cái vùng này. Vậy nên là theo quan điểm của mình, nếu như anh chị ở thời điểm hiện tại mà đang cầm dư tiền thì chúng ta bắt đầu có thể đi dò đáy. Và dò đáy thì dò với những dòng nào? Ví dụ ở đây đầu tiên là cái dòng bất động sản, lực cung đã bắt đầu yếu đi. Dòng thứ hai có thể sẽ là cái dòng thép này, đặc biệt là cổ phiếu HSG, cái lực bán cũng đã yếu đi rất là nhiều. Anh chị chưa nên tham gia vào nhóm chứng khoán nhé. Chứng khoán theo quan điểm của mình giảm chưa sâu, mình sẽ ưu tiên tham gia với những cái nhóm nó đã có chiết khấu sâu, bị đạp mạnh trong khoảng thời gian vừa rồi. Đó, ưu tiên những cái nhóm đấy. Và cái bọn bất động sản là đều đặt rất là nhiều cổ phiếu có cái chiết khấu trên 30% từ vùng đỉnh. Đó, chúng ta hãy để ý với các bọn này. Bọn này là nhịp hồi kỹ thuật thì thường nó cũng hồi khá tốt. Anh chị để ý cái nhóm bất động sản nhé. Ngoài ra nữa thì có những anh chị ở thời điểm hiện tại vẫn đang kẹt hàng thì xử lý như thế nào? Theo quan điểm của mình thì anh chị sẽ chờ hồi lên hoặc thậm chí là có thể đánh T0, đặc biệt là cái nhóm bất động sản trong nhịp này, để chúng ta hạ trung bình giá vốn lên cái vùng trên chúng ta bán ra. Theo quan điểm của mình, thị trường hoàn toàn có thể có những cái nhịp hồi về retest lại cái đường MA 200 này quanh cái vùng 1110 hoặc là 1120 để quanh cái vùng này, chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp hồi kỹ thuật lên đó. Còn để mà quay trở lại uptrend được hay không thì chúng ta sẽ phải chờ đợi những cái tin tức và những cái yếu tố từ vĩ mô. Ví dụ đi, chúng ta nhìn một chút nhá, đó là đầu tiên là cái chứng khoán ấy, giảm bất thường, nhà đầu tư kêu cứu, đúng không ạ? Rất là nhiều các bài viết của nhà đầu tư cá nhân bắt đầu xuất hiện trên các cái nền tảng mạng xã hội, có nghĩa là phần nào đó rất nhiều nhà đầu tư đã cắt lỗ và đặt vào cái trạng thái chán nản rồi. Ai bán thì đã bán hết rồi, thủng vùng 1100 là hỗ trợ tâm lý của VN-Index, đúng không? Sẽ có nhiều bên, rất nhiều room là họ đã cắt lỗ. Hôm qua thì mình cũng đã nói là team của Dương Văn Trung cũng đã cắt lỗ, đúng không ạ? Tiếp theo thì ngày hôm qua là Fed cũng đã phát biểu là có tín hiệu tạm dừng tăng lãi suất. Điều này có nghĩa là phần nào đó nó cái áp lực lên tỷ giá của chúng ta sẽ đỡ căng thẳng hơn. Cuối năm thì chúng ta sẽ phải chờ đợi những cái tín hiệu, một là bán ra dự trữ ngoại hối hoặc là cái dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam để tỷ giá của chúng ta hạ nhiệt. Còn không thì tỷ giá khả năng cao vẫn sẽ tăng tiếp anh chị nhé. Mình đang có view là khả năng là tỷ giá sẽ vượt đỉnh, có thể lên được cái vùng 25.000. Nên chúng ta cẩn thận về cái yếu tố tỷ giá. Nhưng được một cái là đang có những cái tin tức là lãi suất ngân hàng Vietcombank giảm xuống thấp kỷ lục, đúng không ạ? Bây giờ là chúng ta lãi suất tiền gửi chỉ còn có 2,8% một năm thôi, lãi suất cho vay đâu đó là hơn 5%, đang ở mức khá là giảm. Và những cái tin tức này theo quan điểm của mình ở cái bối cảnh thị trường ở thời điểm hiện tại sẽ là những cái yếu tố hỗ trợ cho thị trường để có thể đảo chiều tăng trong chiều ngày hôm nay. Vậy nên là anh chị có thể thăm dò 30% đối với cái nhóm bất động sản nhé. Nhóm này thì được cái rủi ro thấp vì nó đã đạp sâu rồi, đa phần các cổ phiếu đều đang ở MA 200, thế nên nếu mà chúng ta tham gia bắt đáy thì cái rủi ro nó sẽ thấp hơn anh chị nhé.
Rồi, thế thì hôm nay chỉ nhận định ngắn như này thôi. Chúc anh chị giao dịch thuận lợi vào chiều nay.